Thu đến rồi chưa mà lá rụng, tóc đầy bụi chưa mà phải màu. Dương tình đóng cửa cầm chân khách, sao có biệt ly mà nhớ nhau. Tiền là xanh, tương tiếc là vàng ra đi. Hay tiếng sầu nữ nhi, tháng khóc tình biệt ly. Nỉ non lúc điên về, nghe vô giọt nào đại thử tha những phen. Bởi vô ý nên lắng nghe niềm riêng. Huynh đài buồn việc chi mà thở thận đón hoàng hôn? Còn huynh đài, tôi bơi đất vàng chú chuyện tình ngài cũ. Chuyện ngài cũ thu hình trong cánh diều bị xe, có thể nào ân nhân cho tôi mượn cánh diều kia xem thử? Không có chi trợ ngại. Những dần thở trên tay tôi viết, nét cây tranh chạy trên xó lá cây, dịch màu khổ hiện rõ dấu ngón tay. Vì dối giả để gai cào giá thịt. Huynh đài, làm sao huynh đài có cánh diều này? Có người nhờ tôi chung cấp, cũng như nhờ tôi xả thân bảo vệ huynh đài. Ai? Ai đây nhờ ẩn nhân cứu tôi? Tuệ Khương. Tuệ Khương, phải có lẽ Tề Cương vẫn yêu huynh đài tha thiết như ngày xưa. Ta trù đùa dân cùng chạy tung tăng qua suối qua đèo, cùng xưa dây nhau nhìn lên không trung lơ lửng cánh diều. Chỉ dàn kia di cửa phần hồn phách, chiếc huynh đài là nàng tàn tật còn tôi yêu nàng bằng coi ốc ngu si hòa tim mù quang. Nàng dạy tôi bảo vệ huynh đài, tôi nào dám từ nan. Nàng vui vì cứu người thương, tôi vui vì thấy tình thương vui cười. Tôi và nàng giống như cánh diều bị xe, nửa phần quá khứ nửa của tương lai. Quá khứ thần tiên, tương lai địa ngục, chọn chiến trường trong xác thịt mạnh mai. Quá khứ thần tiên, tương lai địa ngục, phải mà tôi bỏ lại sau lưng một dòng suối nhỏ, một cánh đồng xanh tiếp giáp đồi thông rừng hành. Có bầy trù sữa ngậm cỏ sớm chiều, đợi tiên tù và báo hiệu về chuồng. Khi trăng đông vương cài lên mây trắng, dần kim mô lặn xuống phương đồi. Hình ảnh đó tôi cho là quê mùa tầng tung, tìm hào quang trong cuộc sống đi sống. Nhưng ngày lại qua ngày tôi mất thầy mất bạn và mất cả tình nhân. Hôm nay huynh đài muốn lui về những ngày xưa thân ai? Sự lui về của tại hạ làm cho cánh diều kia sống lại. Trên thế gian thiếu cái kẻ chết đi sống lại. Ân nhân, ân nhân không được chôn cánh diều này, cha nó lời cho tôi. Tề Cương, ta phải tìm nàng. Tề Cương, Hà Đô, Hà Đô. Kìa, hình như có ai bị xô xuống hố sâu. Sẵn có dây đây, ta thòng xuống giải cứu. Ai đang bị nạn dưới đáy hang đó?
hãy nắm dây cho ta kéo lên. Trời, Chiêu Cơ, ai tàn nhẫn hại em thế này hả? Tân Cương ơi, bởi tần hát đạo tham tàn nhường phong giả màng, thắng cho người đến bắt trói em và ném xuống đây. Nếu anh không cứu kịp thì thân xác em cũng may nhờ tai nạn này mà đôi ta gặp gỡ. Nàng muốn nói điều gì? Nói sự ăn năn, nói lòng hổ thẹn, để cho anh ghét anh, khinh anh, thù anh, quăng xuống mạnh tay gom dọn đường địa ngục để em về. Trước đi giết em, nhường phong nói ra một sự thật não nề, chính hắn đã giết phụ thân em để cầm đầu môn phái Thái Sơn, xúi em dùng mỹ nhân kế triệt hạ phái Thanh Thần. Chớ thật tình hắn chẳng mến yêu em, trời ơi em đã bị kẻ thù lừa gạt, dám nhìn mặt ai trong nàng đã biết ăn năn tội lỗi thì thôi, chuyện cũ nhắc lại làm gì, chỉ tội nghiệp cho Tân Xuyên em ta, không biết nó trôi dạt phương nào, sống chết ra sao. Tiên hú ở đâu nghe rùng rợn, nàng hãy ở đây, ta đi tìm xem thử. Kìa, một quái thú. Không, không, tôi cũng là người, có cha, có mẹ, có một người anh võ công quái thế, chia ly nhau vì một sự hiểu lầm, rồi tình cờ tao ngộ giữa sơn lâm, mắt nhìn mắt như hai người xa lạ. Dạ nhân, ngươi mặc quần áo của em ta, có phải ngươi đã sát hại Tân Xuyên không? Ta sẽ giết ngươi. Hãy giết tôi đi. Nhưng tôi biết rằng Tân Xuyên không bị kẻ là người dân sát hại, mà bị hành hạ với bàn tay của người anh ruột Tân lần đầu tiên trước cửa cổng Thanh Thành, mắt cách võ công sông lang thang dầu dài thông trần, rồi giữa chốn sơn lâm thêm một thứ nhì thương tâm. Sau khi cứu anh mình khỏi ngục tù nhường phong, mỹ nói kẻ cứu ta thoát khỏi cảnh giam cầm chính là Tân Xuyên đã che mặt dấu tên. Nhưng Tân Xuyên cứu như thế nào khi đã mất hết võ công? Tân Xuyên được một ân sư phục hồi công lực, giả dạng lương đi vào chốn an hùng, rủi ro bị đầu độc bất ngờ, nhờ người giới đến kịp giải nguy. Viên thuốc giải độc này Tân Xuyên nhờ tuổi trao lại cho ông,
Bảo Hải xem Tân Xuyên như kẻ chết. Khi nào ông bị người ta hà hiếp là có Tân Xuyên xuất hiện bên ông. Qua hình thù lòi ác thú giả nhân, bây giờ xin phép cho tôi từ già. Quan hãy đứng lại đây cho tôi nhắn với Tân Xuyên hiền đệ rằng anh của nó đã tan nát tan danh sầu đau tất giả tức trắng năm canh tàn tạ nhớ em. Hối hận vì lầm mưu sâu kế độc kẻ đê hèn đưa môn phái vào đường tiêu diệt hai cuộc đời do nghiệp của Tân Xuyên. Càng suy nghĩ càng thêm tủi nhục hủy diệt cuộc đời ngu si mù quáng vì yêu. Nhưng trọng trách phục hưng môn phái buộc tôi phải sống mà nghe lương tâm trách phạt đêm ngày. Ông ơi nếu ông khổ đau thì Tân Xuyên cũng âm thầm đau khổ trong kiếp phế nhân sống như con vật vừa cuộc đời lặng trốn mọi người thân. Nhưng Tân Xuyên hiện ở nơi đâu? Ông hãy đưa tôi gặp mặt đứa em hiền. Xin ông đừng hỏi đừng tìm Tân Xuyên, chỉ xin ông mà hiểu dù nơi nào ân dần thương ông. Nếu thương Tân Xuyên, ông hãy uống viên thuốc này. Ông uống đi ông, uống đi ông. Nếu cần tôi sẽ dùng võ lực để buộc ông phải uống. Uống đi. Vì Tân Cương là anh ruột của chàng trai mà tôi mến yêu thờ phượng suốt đêm ngày. Rồi đại ca của tôi sẽ uống viên thuốc thứ gì? Nếu không may tôi có đi vào ngồi chết ông mang một hình hài bất hiếu có làm ai thích dù lắm chân thành. Bà ơi cũng bởi vì mang hình hài bất hiếu nên tôi đành dấu tên dấu họ dấu quá khứ giang hồ dị dàng tình yêu xưa xưa. Những ngày mưa nắng, những tối đánh sương, tôi và sư muội mang gươm hành hiệp đi trên các bụi mà tưởng chừng như bước giữa mây trời. Đêm hiện tại kinh hoàng khép vào thở mộng cũ, nào khác lá vàng rơi làm bằng cội cây xanh. Vậy xin cô đã ngại tin tôi lương thiện
mà đừng muốn xin danh hiệu sư môn. Dù tiểu bối giữ kín thân danh sự nghiệp cũng không thể nào qua mắt lão già này. Tiền bối là ai? Kẻ đã cho Tuệ Khương giả dạng nữ tỳ rèn luyện võ nghệ cho Bảo Trân vô danh cầu đạo. Vô danh cầu đạo, đẹp đẽ thai bốn tiên hiền lành. Tiểu bối muốn theo tiền bối, muốn làm người cầu đạo vô danh. Tiểu bối còn trẻ, nợ võ lâm ngang nợ tình yêu, thì đừng gây tiếc nhớ cho phái Thanh Thành và làm cho Bảo Trân đau khổ. Té ra người này chính là Tân Xuyên Nhi ca. Em quỳ trước mặt người thương mà như quỳ giữa Phật đường hiền linh, nguyện cầu hạnh phúc hồi sinh, đừng gian dở nữa chuyện tình trăm. Dù tụ tâm kiếp cũng không thể nở mùa hoa trong gió đông về. Dù em và anh son sắc hẹn thề, lời thề đó hãy cho vào quên lãng, vì Tân Xuyên bây giờ không phải như xưa. Một tâm tân tàn phế mặt mày ác quỷ, thì chuyện ân tình thôi nhắc nhở mà chi. Tiểu bối nên nghe lời lão, nên ghi nhận tình của lão đối với anh em của tiểu bối rất to lớn sâu xa. Nhưng vãng sinh mong biết tôn dân quý tánh, nếu tiền bối thương mến vãng sinh thì có lẽ quen thân cùng gia phụ, vậy xin người chỉ dạy lý do gì gia phụ ra đi không về muộn phải. Từ ấu thơ vãng sinh chưa hề biết mặt phụ thân,
chỉ tưởng tượng ra người qua lời kể lại của đại ca Tân Cương. Tiểu bối lo lắng cho phụ thân thì phụ thân còn lo lắng cho tiểu bối hơn thêm nữa. Tân Xuyên sợ Bảo Trân khổ sở, nếu phải sống chung với người chồng chẳng còn hình dáng con người. Tôi có mang theo đây thứ thuốc giải độc rất hay của Thái Sơn Phái, xin tặng cho Tân Xuyên trị bệnh. Cảm ơn Kiêu Cơ. Thứ thuốc này trong uống ngoài thoa, và phải có một người hy sinh trút hết nguồn chân lực vào Tân Xuyên để tống hết chất độc ra ngoài cơ thể. Để ta dùng chân lực chữa bệnh cho Tân Xuyên. Tiền bối, chính lão muốn Tân Xuyên không còn bệnh tật, nhưng người cha mừng rỡ khi thấy con mình hơn hở trong nôi. Tân Xuyên còn mang đau đến là lão còn phải tê trong tâm tưởng. Tân Xuyên vui vẻ yêu đời, dù lão chết cũng cam tâm. Tiền bối cho hy sinh một tấm thân tuổi thọ, kìa Tân Xuyên đã gấp xeo rồi. Lão đã quyết tâm thì chớ càng nhắn cho chậm để việc làm. Trời, lão bối ơi, người cương quyết chữa trị bệnh mình càng kịch biến bao nhiêu. Tiểu nữ mau mau canh giữ kẻ lại qua, đừng cho đến nơi này để khi chữa bệnh khỏi bị quay gầy. Tiểu nữ xin chân lời người chi dài. Tiểu nữ đi đây. Tân Xuyên ơi, con đâu biết rằng cha truyền vào thân con 40 năm công lực, để ngày mai con phục hưng thái thanh thành.